Rồi, hello, xin chào mọi người. Thì bữa nay tiếp tục mình quay chim hút mật cho mọi người nha. Thì từng con thì mình sẽ quay rõ hơn cho mọi người xem. Đấy, mọi người coi ưng con nào thì nhắn tin vô Zalo. Đấy, hoặc là gọi điện trực tiếp. Rồi mình sẽ bắt con đó cho mọi người nha. Đấy rồi, đầu tiên là con chuyền non mọi người. Con chuyền non bên tay trái nha mọi người. Đó. Con bên phải là con mình nuôi tổ, còn bên trái là con chuyền mình bẫy được, nuôi từ hồi còn bé. Đấy, con này mình bán giá 1 triệu nha mọi người. Đấy, rồi bây giờ mình cho mọi người xem kỹ con chim hơn nha. Đó, nó ở bên tay trái nha, con bên tay trái. Đấy, mọi người có thể thấy con này rất là tiềm năng nha mọi người. Con này nuôi làm chim mồi thì tuyệt vời luôn. Mọi người về nuôi bỏ vô lục đem giật lên làm chim mồi luôn ấy. Cực kỳ là sung và dạn người nữa nhé mọi người. Đó, mọi người thấy nó không? Đấy, nó không phải là chim nuôi tổ đâu nhé mọi người. Nó là con chim non ấy, bẫy từ hồi mà chưa ra màu ấy. Giờ nó ra được 2-3 chấm à. Đấy. Rất là dạn nhá, mang con này về để đem bỏ đi lập giật lập là tuyệt vời nha. Con này 1 triệu nha mọi người. Đấy rồi, tiếp theo là con chuyền thứ hai mọi người. Con này thì nó mới hơn, nó chỉ được tầm 2 tuần thôi, 2 tuần lòng. Đấy, tuy nhiên là tuy nó còn chưa dạn và sung bằng cái con vừa rồi mình quay, nhưng mà cái con này thì sao, nó cũng thuộc gọi là tiềm năng. Đấy, nó kè chim vô con chim non mình nó cũng dám đá luôn. Thì con này mình bán rẻ hơn, con này thì mình bán 400.000 nha mọi người. Đấy, cũng là chim chim chuyền, bẫy được chuyền thôi, chứ cũng không phải là chim non mà kiểu non từ hồi chưa ra màu đâu. Con này bẫy được cái là nó đã như thế này rồi. Đấy rồi, tiếp theo con thứ ba là một con bổi mọi người. Con này thì cũng sung, cũng phải gọi là vừa phải thôi, mang đi bẫy cũng được. Đấy, hót thì cũng gọi cái nào nó cũng ở mức khá hết. Đấy, kè chim vô thì nó cũng dám đấu luôn nha mọi người. Con này thì bán 700.000 nha. Đấy, gặp trống thì đấu, còn gặp mái là bung bung cắn chém cắn nha mọi người. Con bổi này thì được tầm 3 tháng nha. Đấy, mang bỏ lục đi đánh cũng được, cũng khá là tốt. Rồi, tiếp theo là con thứ tư, con cũng đồng chất với lại cái con vừa rồi mình quay đấy. Thì con này cũng 700.000, mang đi bẫy cũng khá ok, tầm 3 tháng lòng nha, con bổi. Đấy, chim bổi đã giật lục rồi nha mọi người. Con này thì cứ bỏ vô lục xong rồi nuôi quen quen rồi đi đánh thôi. Đấy, cũng kè chim vô là đấu nha mọi người. Đấy rồi, tiếp theo là con năm màu bụng trắng mọi người. Con này thì như kiểu chim thuộc luôn rồi. Đấy, nó đá như gà mà nó hót cả ngày, từ sáng đến chiều luôn. Đấy, con này thì mình bán 700.000 nha mọi người. Đó, 700.000.
hót từ sáng đến chiều mà kẻ chim ngoài vô là đá như gà luôn nhá. Con này mang về đi bẫy cũng được. Con màu trắng này thì bẫy được cả năm màu vựng vàng luôn nha mọi người, bẫy tốt. Đấy, ngoài ra thì hàng năm màu thì còn một con năm màu bụng vàng này. Con này hàng cắm hạt thôi, 200.000 con nha mọi người. Đấy, cùng với đó là còn con năm màu bụng trắng này. Con này năm màu bụng trắng cắm hạt nữa nha. Đấy, con này 300.000 con nha. Rồi, như vậy là đã hết chim năm màu rồi. Bây giờ qua chim sắc pháo. Thì đầu tiên là con sắc pháo cắm hạt. Sắc pháo thì hàng... thuần thì mình hết rồi mọi người, chỉ còn hàng cắm hạt thôi nha. Đấy, con này thì khá là dạn đấy. Hàng cắm hạt này thì mình bán 400.000 con nha mọi người. Đấy, đây nè. Sắc pháo mà được nó dạn như thế này thì rất là khó. Đấy, tại vì chim sắc pháo cơ bản chỉ số dạn của nó khá là thấp. Đấy, thành ra phải nuôi thời gian khá lâu. Đấy, thì ở đây mình có 3 con sắc pháo cho mọi người coi lần lượt từng con nha. Đầu tiên là con sắc pháo lồng xanh này. Đó, khá dạ. Rồi tiếp theo là con sắc pháo lồng xanh lá cây. Con này thì cũng 400.000 luôn nha mọi người. Lông lá đầy đủ nha. Rồi tiếp theo con sắc pháo thứ ba. Con này thì nuôi lâu rồi mọi người. Con này từ trước Tết đã khoảng trước Tết 1 tháng. Đấy thì bữa nay nó hot luôn rồi. Tuy nhiên này đuôi nó mất 1-2 sợi. Nhìn đuôi nó không dày như là hai con trước đúng không? Đuôi nó bị mất 1-2 sợi lông đuôi. Con này thì hot luôn rồi. Giá cũng bằng hai con kia thôi, 400.000. Đấy, ba con nha mọi người. À, hồi nãy mình nhầm mọi người, 4 con tất cả cơ. Con này cũng 400.000 luôn nha mọi người. Con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Lông lá đầy đủ y thân luôn. Đồng giá 400.000 4 con nha mọi người. Rồi, bây giờ đi vô nhà nha. Như vậy là vừa rồi là chim năm màu với lại chim sắc pháo. Còn bây giờ là chim bảy màu. Chim bảy màu hàng chim thuộc nha. Chim thuộc thì 700.000 con mọi người ơi. Hot cả ngày luôn nha. Đấy, dạng người hot cả ngày. Từ hot từ sáng chiều luôn ạ. Đấy, chim thuộc thì 700 con nha mọi người. Đây còn chim thuộc nữa nè. Đấy. Mọi người. À, tất cả lông lá đều đầy đủ hết nhá. Những con chim thuộc là lông không mất một sợi nào hết. Mà hầu như nhà mình chim thì cũng chả có con nào mất sợi nào đâu. Có mỗi con sắc pháo hồi nãy thì
mình quay thì mất một hai sợi lông đuôi thì mình nói mất một hai sợi lông đuôi. Còn những con nào mà mình không nói gì về lông lá của nó, nghĩa là lông lá nó đầy đủ nha mọi người, không có mất sợi nào đâu, mua chim mình khỏi lo. Đấy, một con thuộc thứ hai này cũng 700.000. Chim mà mình cầm trên tay nó không nhảy luôn là mọi người biết nó thuộc cỡ nào rồi đấy. Đấy, hót cả ngày luôn nha mọi người, hót từ sáng đến chiều luôn á. Đấy, 700.000. Và con thứ ba cũng là chim thuộc nữa này, cũng 700.000. Không có mất sợi lông nào hết đấy. Đấy. Đó. Đó, chim thuộc thì mình bán 700.000 nha mọi người. Dạng người, hot cả ngày, lông lá mượt đẹp. Đấy, còn dưới đây là hàng chim cắm hạt này. Chim cắm hạt thì cứ 300.000 con thôi. Về mọi người nuôi tầm một thời gian là nó hot rồi. Tầm 2 tuần, 1 tuần đến 2 tuần là nó sẽ hot. Đấy. Tuy nhiên thì chim cắm hạt thì chắc ăn là nó không dạng bằng chim thuộc rồi. Đấy, thì cái này tiền nào của nấy thôi nha mọi người. Đấy, chim cắm hạt này. Đây cho mọi người coi từng con này. À. Đấy. Đó, chim cắm hạt. À, nhắc lại là cái combo thì tuần này hết rồi nha mọi người. Combo kiểu chim non với lại chim 7 màu 400.000 như mấy bữa mình bán là mình bán hết rồi. Thành ra tuần này không có. Thì combo đó thì mình dự tính là tuần sau sẽ có lại nha mọi người. Tại vì chim non mình đang vào hạt á, cho nên là hết cái combo đó rồi. Đấy, 7 màu ăn hạt nhé mọi người. Đấy, cứ 300.000 con, 300.000 con này. Không bao ship đâu nha mọi người. Mua tầm 2 con ấy thì nếu ở gần ấy thì mình bao ship được, chứ như ở xa tiền xe hết 100.000 rồi mà kêu chịu ship nữa thôi luôn. Ăn chấu luôn nha. Chim mua một con rồi mình không chịu ship đâu. Mọi người phải tự chịu ship á. Đấy, thì ở đây còn 3 con chim bông lau này mọi người. Thì 3 con này thì mình bán kẹp theo 7 màu nha. Chứ bán một con ấy thì không bỏ công đi ship. Ship mình phải bỏ vô hộp đồ ăn thức uống nữa. Lỡ một công ship rồi thì bán kẹp với 7 màu thôi. Chứ bán cái này mà bán một con thì không bỏ công đi gửi xe mọi người. Thành ra mình bán kẹp nha. Cứ một con 7 màu với lại một con bông lau này thì mình bán 400.000 nha mọi người. Đấy, ai mua thì gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hoặc là liên hệ qua Zalo nha mọi người. Đấy, 3 con. Đấy rồi, thì đấy cũng là tất cả những cái loại chim ở nhà mình có ngày trong tuần này. Thì ở tuần sau nếu mà bẫy được cái loại nào hay ho hơn hay là những cái loại nào mới thì mình sẽ quay cho mọi người coi tiếp nha. Còn ở tuần này thì đó là những con chim ở nhà mình. Mọi người cứ xem rồi tham khảo, rồi ưng con nào thì nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua Zalo. Mình bắt cho con đó nha. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.